chánh tông nha, còn bên khác là đang chọn nha. Dạ, đây là tướng quá của chánh tông luôn. Dạ, đúng đó. Dạ. Con này gì là chín chưa anh? Con này chưa. Chưa ha. Lấy cái hàng để nguyên con. Cái bóp như là dạ nó không có đều được, mình lấy cái bóp thôi cũng khó. Dạ đi vào lúc hiện tại, xin chào cô chú và các bạn, rất vui được trở lại video tiếp theo của mình. Hôm nay mình sẽ dẫn cô chú anh chị em đi đến biết cái điểm gà nướng của ớt. Tiệm gà nướng ớt này cũng khá là lâu năm rồi cô chú anh chị. Thì tại cầu Cả Sao cặp quốc lộ 91 nè cô chú anh chị. Gà nướng ớt. Nằm chung với cháu Tòng Xuân Đào. Nướng mua ớt cô chú anh chị, đặc biệt luôn tại cầu Cả Sao cặp quốc lộ 91. Này mình tiệm gà này mình có lâu chưa anh? Mấy năm rồi. Mấy năm hả? Cả chục năm ha. Mày anh nướng gì là chín luôn rồi ha? Đúng rồi. Rồi, rồi một lát mình có cắt ra mình đó, sơ cái chín rồi nó cắt ra. Dạ. Chín rồi mình mới cắt ra để mới giữ nước được. Ví dụ như mình cắt thì còn có nước này, nó gà nó beo. Dạ. Đó, dẫn luôn. Nướng ớt chánh tông nha, không có gì khác, nó đang chậm nha. Dạ. Gà này là gà nướng ớt chánh tông luôn. Gà nướng ớt. Dạ. Đây gà là người ta nha. Đây con này là mình chưa nướng nè. Đúng rồi, cái đó ngập, nó gáo, dễ nướng lại. Gà này mình chưa có qua sơ chế gì luộc cho chân á, là tươi luôn á. Dạ, ghét luôn mà. Dạ. Dịch lực liền nè. Quá hấp dẫn luôn rồi cô chú anh chị. Dạ, cô chú anh chị nếu như mà có muốn ăn gà ác nướng ớt xin liên hệ anh có số điện thoại không? À, số điện thoại 0939 hả? Ừ. Số điện thoại 0939 441 443 đó cô chú anh chị. Chào tới Long Xuyên với cả sáng. Chào tại chỗ luôn, tận nơi luôn. Tại chỗ luôn, không tính thì ship. Một con chỉ có 190k thôi. Sẽ rất dễ ăn. Quá ngon. Đây, đây. Dạ, dạ. Con này gì là chín chưa anh? Con này chưa. Chưa ha. Sắp lấy hàng để nguyên con. Quá trời. Cái này biết cái tiệm đó làm cái gì biết nè. Biết yeah. Đặc biệt ở đây mình có bán cháo lòng luôn hả? Cháo lòng, buổi sáng, buổi chiều. Buổi sáng, buổi chiều ha. Cháo lòng ướp tàu. Cháo lòng ướp tàu. Quá ngon luôn. Cái này mình có nước chấm gì, rau gì thêm chấm của nó, loại như chấm hải sản. Dạ. Cơ chế khác hơi chút xíu. Dạ. Đây con gà nó không. Gà nướng mua ớt đặc sản của Long Xuyên nha cô chú chị, rất ngon luôn. Đây cái này nó cần cái lửa lớn nè, nó già tròn cái da kìa. Dạ. Lửa nhỏ quá. Cái này đây một con gì mình nướng khoảng bao lâu anh? Ngập rồi bên đó, nếu mà ngâm rồi bên đó đó là thứ mà thứ chịu nướng khoảng không tới 1 phút. Dạ. Ngâm rồi á, ngâm cho nó tới bên kia dễ nướng, còn chưa tới khó hơi khó.
Cái này mình mấy giờ mình mới mở cửa mình bán anh? 1 giờ ha. Dạ 1 giờ ngoài. Dạ 1 giờ ngoài. Dạ 1 giờ tướng ra rồi đó già. Má ngon luôn. Dạ thơm luôn. Cái tiệm này theo như em biết là cũng đã lâu lắm rồi đó. Đúng rồi. Dạ. Lúc đầu anh bán kia, bán kia có mấy tháng rồi chứ nhiều. Giờ về đây là năm 2017 gì vậy. Mình giao tới chỗ là mình có tính tiền ship gì không anh? Không. Mà cái phạm vi là Long Xuyên với Cầu Cái Sắn. Từ Long Xuyên tới Cầu Cái Sắn. Này tới hay. Long Xuyên. Dạ. Rồi, phạm vi là có Long Xuyên với Cầu Cái Sắn ở trong Zalo có để đó. Dạ, dạ. Rồi, cái trước kia chưa giao ra thôi. Dạ. Liên hệ gặp anh chị. Bình. Anh Bình ha. Ừ. Dạ. Gà mình tầm khoảng ký mấy anh? Đặt 1 ký mốt trở lên. Ký mốt trở lên ha. 1 ký mốt, mình đặt 1 ký mốt trở lên. Dạ. Nó không có đều được. Mình lấy ký mốt còn cũng không có. Dạ. Một con như vậy là 190k là 1 ký mấy đó của chị chị ký mốt à. Rất cũng cô chú anh chị mua về ăn cơm cũng ngon nè, để nhậu rồi cũng dễ, quá ngon luôn. Chứ bây giờ con vịt quay nó cũng là mấy trăm rồi, gà này dễ ăn, dai. Gà cũng để cái này bị bỏ luôn. Gà này nó không có trứng anh? Có. Nó mày ăn cháo đó. Ồ. Đồ lòng nó không có được đâu, muốn nó tay có chân à. Bộ đồ lòng là mình bán riêng ha. Ừ, bộ 10 ngàn. Bộ 10 ngàn. Tắt chiếc cậu có tin, cậu này phải đứng sẵn nữa thôi, lâu, khách đợi lâu. Dạ, dạ. Đứng dưới gió thơm quá. Này mình ướp chỉ mua ớt thôi đâu có còn cái gì nữa anh. Mua ớt. Dạ. Cái này anh có nhận mà nướng cho đám luôn anh? Có mà nó có được nhiều quá bạn nói. Cỡ tầm chục vài con là được ha. Chục cỡ lợi thì có rồi, nó 8 con, 10 con trở lại thì có rồi. Dạ. Nói chung cái loại này bây giờ nó ăn liền. Mà đợi tới khách lại nó cũng hơi nguội. Dạ. Khi mà đám mình đặt trước. Đúng rồi. Dạ. Cái này nướng cho cưng là nướng cho giòn tới luôn ha, chịu không? Dạ dạ, nướng cho giòn tới luôn ha. Nướng cho giòn tới luôn ha. Rồi. Dạ dạ. Có người ta chịu ăn vừa chín tới nữa, người ta sợ nó khô quá. Dạ dạ. Mà mấy cái người ăn mà chín tới ít lắm, cái lượng đó ít lắm đó. Dạ dạ. Vừa chín tới người ta mái. Dạ. Giòn quá, con heo gà ngon quá. Ta nó giòn giòn rồi mà. Ồ, vàng ươm ngon hết, tiếp luôn con nữa rồi.
Một ngày mình bán được gì là bao nhiêu con chị? Hồi xưa thì bán nhiều, bây giờ bán có 10 con. Là 10 con ngày 10 con ha. Là bán khách mang về là nhiều hả chị? Mang về mà, ở đâu có ăn nhậu đâu. Dạ. Khách muốn ăn tại chỗ là không được hả chị? Tại chỗ thì có nhưng mà không có nhậu, không về. Dạ, ăn đấy ha. Cô chú anh chị mà ở đây bán là ăn tại chỗ mà chị ăn thôi, cô chú anh chị mình thưởng thức thôi chứ nếu mà mùa mình nhậu là không có nha cô chú anh chị. Nếu cô chú anh chị muốn nhậu thì mua về nhà nhậu này rồi. Một hộp thì là hai vợ chồng là ăn là không bao giờ hết. Một con gì là 190k đó cô chú anh chị. Quá ngon luôn. Dạ.